Rồi, sáng mùng 4. Dậy sớm, diện đẹp, miếng bánh canh đặc sắc luôn, bao ngon bao rẻ, bất ngờ. Chở anh em ơi. Nghe nói đặc biệt lắm, phải dậy từ hồi sáng sớm tới giờ để chuẩn bị được đi ăn bánh canh sắc Tây Ninh. Anh ở Sài Gòn ấy. Dạ. Đem về hả? Gọn lẹ vậy thôi hả? Ừ. Hay vậy? Đơn giản mà. Wow. Đơn giản, không hành. Ngày đây mình bán nhiều không chị? Mười mấy 20 ký vậy á. Wow. 15 ký, 2 chai thì bán 2 cục. Cái này là bánh canh, là mình có cái gì ta? Bánh canh gạo thôi, bột gạo, gạo mình xay ra. Rồi nước lèo là cái gì vậy? Cũng cái nước của nó luôn mà nấu rồi nên làm. Nước gì vậy? Cái này dầu rồi chứ gì đâu. Ồ, cái này là muối ớt hả? Ừ, nước ớt. Còn cái này rau. Ừ, vậy hết rồi, thôi sao vậy không thôi hả? Đơn giản mà. Wow. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên mới lên đây hả? Dạ. Yeah. Nghe nói nhiều lắm nay mới tới thử. Ngày mà bán mấy chục ký là chắc mấy trăm tô múc mỗi tay luôn hả gì? Đúng không? Thì hầu đông thì mệt hết chứ, hầu đông bán cũng mệt. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 5 giờ, à, bán tới 8 giờ là hết rồi. Ủa, cái này là muỗng mà, à lấy ngoài ha. Rồi rồi, ok. Rồi thử thôi. Ủa, có ăn bánh mì nữa hả? Đi quê dưới này phải ăn bánh mì ngon mới chán. Đi mới đủ gì? Rồi ăn bánh mì hoặc bánh chén chấm ăn. Tô bánh canh hoàn hảo, bánh canh sắc của Tây Ninh mà hoàn hảo là vậy nha. Nước lèo, hành, bánh canh, hành, muối. Còn bánh canh này á là còn bánh tráng.
bánh tráng, khi mình ta tráng ra người ta phơi cho nó xương xương người ta mang vô người ta cắt. Nhưng mà sáng ăn có nhiêu đây đâu có đủ sức để đi đủ làm chứ. Chưa không có chút xíu à, phải ăn bước ra cổng thôi, quay vô ăn tiếp. Rồi cho mượn cái muỗng thử coi. Và thấy đặc biệt nha, lạ luôn, là giờ trước bây giờ chưa bao giờ được biết luôn á. Còn đây là gì, bánh mì là cái gì? Bánh mì chấm bánh canh hả? Xé là chấm bánh canh hả? Rồi đặc biệt kìa. Rồi để thử cái nha. Rồi bánh mì một tô này là đủ ra đồng rồi. Thức dậy từ sáng đến giờ anh đang xúc miệng chuẩn bị bận đồ đẹp lấy xe đi, chủ yếu là tập yoga rồi chủ yếu là để thưởng thức này rồi. Ăn cái này là đảm bảo giảm cân. Quốc ổn mì mà giảm cân gì, ăn tô đó. Cái này là ăn với muối vậy, bỏ vô vậy luôn á hả? Muối nước mắm anh nếm. Nhưng mà phải nếm thử có vừa không nữa rồi. Ăn gì hả? Thử coi biết rồi, thử cái miếng coi nha. Chọn lên. Và thử coi nữa cái gì. Nghe mùi thơm. Ok. Nó cũng đâu có khác gì đồ mặn đâu anh, nhưng mà biết sao nấu cái nước nó cũng ngọt ngọt. Có thịt mà, hình như là có thịt heo mà. Không có thịt đâu. Có thịt bằng. Thì có miếng thịt bằng, thịt heo. Đúng là mì bên này, cái này gọi là bún đít. Nói chung cái vị này là vị nó cũng vừa ngọt, vừa cay cay. Bánh canh đít cay. Với lại là bánh canh thì ăn nó cũng cũng như là nó thấm, chứ nó không có kiểu như là bột. Một cái không? Nói chung là nó vị được. Sáng bình thường ta ăn mấy tô chị? Bánh mì. Người đó. Có người ăn 2 tô 3 tô đúng không? Chứ ăn tô như đây là không có đủ đi làm tới trưa đâu. Quá wow, cũng ngộ á. Ăn một lần 6 cái tô hả? Cũng canh mặn 6 cái tô vậy không? Hoặc là một tô với lại ổn mì, chứ còn ăn một tô. Tại vì nó không có thịt, nó không có cá, nó chỉ có tinh bột thôi cho nên. Ví dụ mà cái này nó cũng cái vị nó cũng ngọt đó vậy. Ủa mà cái này là chay hay là? À bánh nấm. Chay ngày chay ngày mặn. Chay bánh nấm. Mình bán ở đây là bao nhiêu năm rồi nè? Bốn năm chục năm rồi hả? Chị là dâu nói nhà này hả? Ấy quán này đây mình tên gì vậy? Tên không? Dạ. Không có tên nhưng bánh mà chỉ là chị tên Lành. À chị tên Lành như bánh canh sắt. Bây giờ đặt chỉ là biệt danh vậy luôn. Bánh canh sắt đây nè. Bánh khu này kêu là cái gì? Linh Trung mà khu bánh canh sắt Linh Trung. Ngộ Linh. Không? Nhiêu tô. Chị bán nhiêu tô chị? 5.000 à. 5.000 tô nha. Tô này 5.000 á hả? 5.000 đồng á hả? Bán bình dân mà. Sáng người ta ăn 4 tô vậy là 50 đồng. Người ăn mấy tô mới mới no. Tùy theo cái bao tử. Rồi đẻ dữ vậy. Có người ăn nhiều nhất là 6 tô. Em của chị Hằng. Ngon. Nói chung là ngon. Bất ngờ. Chị Hằng với chị. Trời hả? Mấy anh sao mà giống với chị này không giống này. Sạch này. Lẹ vậy? Thêm tô nữa này không? Có một tô mà mỗi lần ra là 2 tô. Thêm nó tô nữa chị. Rồi đi theo chân tắt cái rồi quay cái. Đây luôn chị. Thôi bây giờ thử làm một tô đặc biệt. Làm một tô đặc biệt nó khác được. Đặc biệt cái vậy nó có một loại một à. Để không nhiều với ít thôi. Để nhiều với ít thôi chứ còn thịt em cũng bỏ chung em nấu hết, em đâu có để ở ngoài. Không có giò móng gì hết. Không có giò móng gì đặc biệt. Chị nấu rồi nó thấm, còn bánh canh nó ngọt nước đi vừa ăn ghê rồi. Chứ có bỏ riêng, người ta bán hủ tiếu nó bỏ riêng được. Không có lọt. Là bà chủ này là dâu trong gia đình nối nghiệp 40-50 năm nối nghiệp ông bà đã bán bánh canh 40 năm rồi. Cảm ơn chị. Bữa binh bé nó ăn nè.
đó. Nó cũng vừa ăn ngon. Ăn giống như là hùa quá hả? Chỉ có con gì với bà không gì nó cũng thích không? Gì nó không thích không? Này thực chất nó là tinh tinh bột. Nó như bánh tráng vậy đó. Tráng ra làm nên sợi bánh canh. Nấu rồi thịt bầm ướp rồi đổ vô nấu chung. Bỏ thêm hành phi, nêm muối, đường, bột ngọt gì đó. Đây. Đặc biệt là còn bánh tráng này là chị tự làm luôn. Chị tự tráng ra rồi chị tự làm chứ chị không phải mua. Như người ta bán người ta mua nguyên liệu về chợ. Kiểu như ăn vậy là trễ rồi chị, người ta đi ăn sáng hết rồi không chị? 5 giờ người ta đi rồi. Ồ. Cho nên ăn nó nhiều gì bán mà ví dụ như mà lúc mà khách mà cao điểm mà từ 5 giờ sáng cho đi. Cho tới mấy giờ? 6 giờ. Tới mấy giờ thì bắt đầu mình ngưng? 7 giờ là chậm. Ồ. Vậy hôm nay là tới là cuối giờ rồi ha. Ngày gì thấy cái nồi của chị nghiêng qua luôn rồi đó. Mày sáng là bán mấy nồi? Bao nhiêu tô? Chị bán mấy nồi vậy? Nồi em bán 4 nồi, 5 nồi vậy đó. Ờ, một nồi là bao nhiêu tô? Không nhớ. À, bán mà chị nói là bán ngày mười mấy ký bánh. Ừ. Ốc. Ừ. 4 5 nồi vậy đó. Có một mình chị múc thôi vậy hả? Nó fresh. Nhưng mà về độ dinh dưỡng thì chỉ có tinh bột với tinh dầu thôi. Món nhân giả. Có nghĩa là món này đúng ở đây là dành cho những người ăn sáng xong người ta ra đồng ra làm việc không vậy? Đúng không? Hồi xưa đến giờ món dễ nuốt ha. Nhưng mà nếu mà đi làm đồng là chắc ăn phải 4-5 tô trở lên đó. Nếu có sức. Còn như là người bình thường thì ăn sáng 1 tô thôi. Ăn nó cũng dễ tiêu. Dạ. Món này có vẻ là thích hợp cho những người mà giảm cân nè. Với lại tinh bột nhiều lắm. Không nhưng mà có vẻ là nó ăn giống cháo quá không? Nếu mà ít á, đúng rồi, nếu mà nước lỏng bỏng ít. Dễ nuốt thôi, con nít nó ăn được, người mà lớn tuổi con nuốt cũng dễ vô. Con nít cũng dễ ăn. Những người mẫu nè, muốn giảm cân nè, giữ dáng giữ đẹp nên ăn tới đây ăn bánh canh. Ngon là quốc à. Anh này anh cũng người nước ngoài Hàn Quốc à. Sống lâu năm ở Việt Nam. Làm nghề lái xe. Hai tô. Ngày nào anh cũng ra đây ủng hộ hai tô. Còn chị này cũng vậy. Lần nào ra đây cũng ăn được tô bằng một năm một lần. Ở đây có hai cây mai đẹp quá chị. Người ta đòi mua hả? Ở đây ví dụ người ta đòi mua là bao nhiêu cái cây này khủng hoảng quá bự rồi. Em muốn làm đâu người ta bán. Là bán mua cho người ta bán. Không có cái gì trời người ta đã nhiêu á nó không bán. Không bán khỏi chả. Không bán cho nên không còn biết giá. Thôi ta bán luôn đi ông. Quay em sạch sẽ. Rồi, cái anh thầy giáo đẹp trai này bây giờ là anh đã quất tới tô thứ hai là xong xuôi hết rồi đó. Đủ luôn rồi, no rồi. À. Hết rồi. Còn chị đẹp này sao? Mở thay cay. Cũng hết tô luôn rồi. Cho dễ ăn. Lẽ ra bình thường là phải quất hai tô cho lên. Mà do hôm nay Tết, ăn này chế độ giữ dáng cho nên là quất tô thôi. Tô thật sâu. Ăn tô cá trước, còn hồi ăn tô thịt sau nha. Ăn hai cái đùi gà sau. Rồi bây giờ hỏi đi. Dẫn đi bên ganh sắt rồi về ăn xong thấy sao? Ăn hết tô biết rồi. Cảm giác. Cảm giác phải nói ra mới biết được chứ. Dễ nuốt. Cay. Mềm. Cái vị nó dễ không? Giống như thịt bằm nấu lèo cái gì á, có dầu luôn chứ dễ nuốt. À, hết rồi. Món như dân quê mà. Thích hợp cho những người mà muốn diet giảm cân, không, giữ gìn sắc đẹp. Món này ta cần nhiều tinh bột để cho nó ấm. Calori nó không quá cao. Nó chỉ rẻ dạng nghèo nên không có thịt rồi này kia, chỉ có bột với dầu với lại một tí thịt bằm như có vị. Sao ăn cái bánh canh này thấy sao? Ngon. Đẹp. Đó. Ờ. Đại gia.
Ơi. Mua về cho cái làng rồi. Mua về cho bà ngoại rồi. Đó mà từ sao mà từ hai mặt mà xuống 5.000 là sao? Có tiền rồi. Từ hai mặt mà xuống 5.000 là sao? Từ A mập buồn đi. Bà mỉa hoài à, mệt quá. Sáng giờ nó chứ mẹ nó không à. Đừng bỏ ớt đi chị. Cho tô bánh canh 5.000. Đừng bỏ bột ngọt. 5.000 thôi là ăn đủ rồi không? Lỡ miệng kêu 7.000 là ăn mệt mỏi luôn á. Mà chín đủ thiệt sớm luôn. Đây, đây là người đẹp Tây Ninh nè. Cũng là do ăn bánh canh này mới có cái dáng vóc. Đúng là người mẫu luôn. À. Mẹ. Ờ, bữa nay đi đâu là không có hạnh. Lên chè ạ. Không. Về luôn rồi. Lạnh muốn chết. Về nấu chè ăn ngon chứ nó. Lạnh muốn chết làm. Sáng giờ nồi nồi thứ mấy rồi chị? Bây giờ nấu 6 rồi hả? Không, bây giờ nấu ít à. Nấu ít rồi. Nấu ít rồi không? Đảm bảo cho khách tới là có rồi không? Sáng là nồi đầy luôn. Nồi thứ 6 rồi. Giờ còn có nhiêu đây là hết rồi. Đó, mẹ rủ sớm. Đã giữ. Còn mấy bà con ơi. Đi đâu? Đi đâu, nếu như mẹ không tham gia thì mình đừng quan tâm. Sắc thịt bầm. Đại gia Sài Gòn về. Mày ăn mấy tô nó mới no. Ăn mấy tô mới no. Mày ăn phải 2 tô. 2 tô hả? 2 tô là đủ sức ra đồng chưa? Đủ. Đủ rồi phải không? Anh thêm ổ bánh mì nữa chứ. Phải không? Mì rồi. Có bánh mì không em? Này có bánh mì chấm nữa là được. Nhưng mà sáng sáng cũng không có luôn. Ngon hết luôn, quán bán đắt quá luôn. Giờ nó chưa tráng. Ăn vô cái này thấy cái vị nó làm sao? Ngon. Ngon hả? Nó giống như cái gì? Khỏi cái em không bỏ như vậy. Rồi. Hai vợ chồng người mẫu nè. Ngày nào cũng ăn lên một tô bánh canh này để giữ vóc dáng. Giảm cân, giảm béo, không cholesterol. Tí nữa là anh YouTube xin địa chỉ nha. Đây, bánh canh chị Lắm, phường Ninh Trung. À, chị Lành. Chị Lắm nói kiếm chị Lắm không ra. Kiếm hoài kiếm ra. À, cái bánh canh nào mà trước nó có hai cây mai mà vĩ đại rồi. Đó, đẹp không? À, đó. Wow. Đó. Cặp đôi người mẫu này bây giờ là anh này anh quốc tới ăn cho nó tô thứ hai luôn. Ăn cho nó bớt mẫu đi chứ. Hả? Ăn cho nó bớt ăn mẫu. Cho nó bớt đẹp đi. Ăn cho bớt đẹp đi không? Bớt đẹp để cho để làm chi vậy? Để cho gái bớt theo hay sao? Gái theo nhiều quá. À, giữ nha. Tô thứ hai phải không? Phải giữ. Ê dạ xong. Ở đây mình bán bánh canh xong với lại là nuôi bò là chủ yếu hay gì? Nuôi bò đó là mình để nuôi vậy á. À. Nuôi bò này là để cày ruộng hay là nuôi để bán? Bò cái nuôi để đẻ. À, bò cái là nuôi để đẻ. Rồi xong mình bán bê hả? À. Một năm thì nuôi được mấy con? À, một năm đẻ con thôi. Như một con thì khi nào mình mới bán, lớn lên bao lâu mới bán? 5-6 tháng gì á. À, lỡ thành con bê là bán được rồi. 6 tháng là bán thành con bê. Lúc đó bán khoảng bao nhiêu tiền? Nghe đó mới có 2 tháng đó. À, 2 tháng bự quá. Tùy theo, nếu mà nghe đẹp thì mười mấy triệu thôi. Dạ. Nhưng mà ví dụ để mà bán được con 15 triệu vậy mình tốn chi phí bao nhiêu cả? Bị lớn nó mờ, chỉ có ăn cái bú thôi, có ăn rơm ăn rạ vậy thôi hả? Bị lớn nó cũng chưa biết ăn nữa, ăn sơ sơ vậy nó có đẻ thôi. Một năm như vậy bán mấy con nè? Năm bán một con. Còn cái mấy. À, nó đẻ ra một năm nó chủ nó chín năm mấy rồi, 10 tháng nó mới đẻ, nó đẻ ra 5-6 tháng nó chạy 15 tháng rồi. Dạ. Yeah. Cái đó là kiểu như là cái phụ thêm để có thêm nuôi tiền. Nuôi cái để dành cái nhiều hầu ấy thì bán cho mấy nhỏ nó đi học. À. Thì nó vô trường mua đồ đóng tiền trường vậy đó. Như bán bánh canh này là một ngày là 15 kg là tính ra 5-6 nồi là một nồi chắc cũng phải cả trăm tô không vậy? Đếm được. Không đếm được.
sáng tôi múc bừng một bừng một nồi khoảng gì 50 tô đi ha, 5-6 nồi là có nghĩa là 300 tô, chị múc 300 tô cũng mệt mỏi luôn á ha, đâu phải giỡn đâu nha. Ta đem về người ta bỏ bọc á, bữa nó đông nó nghĩa là đứng phải chờ người năm bọc 10 bọc. 300 tô mà 5.000 tô là 15 triệu hả? Có đâu. 1.5 triệu hả? Hả? Được như tiền. 1 triệu được mấy à? Bán bữa sáng 1 triệu được mấy à? Vậy tháng 30 triệu rồi. Nói chung là bán mấy là mấy trăm triệu, còn cái mấy là vốn. Có nghĩa là giờ 6 nồi, một nồi 50 là 300 tô, 300 tô 5 nhân cho 5.000 là cỡ 1.5 triệu, đúng không? 6 năm 30, 3 triệu chứ. Đâu vậy? À, 5 3 15 là 1.5 triệu. Một nồi 50, coi như là 2 nồi 100, là coi như là 6 nồi là 300 tô. 300 nhân 5.000. Tô mà 5.000 tô, 100 tô là coi như là... Bữa nào múc thử đếm thử coi nồi bao nhiêu tô. 500 mà nhân cho 3 là được 1.5 triệu. Đó, đúng rồi. Thì 1.5 triệu thì 1.5 triệu là tháng 45 triệu. Trời ơi, tính ra nếu mà tháng 45 triệu là chị còn làm ngon hơn dân đi làm luôn, như làm mà ở Tây Ninh này không bằng chị luôn á. Không nhìn ở này chứ mà có mấy miếng đất trên khu biệt thự không kia kìa. Không mà tới đây thích nhất là cái hai cây mai nè, đẹp dễ sợ luôn á. Quá ở không không ở không đó, khách hàng tới mua. Wow. Đó. Cặp đôi người mẫu này bây giờ là anh này anh quốc tới ăn cho nó tô thứ hai luôn. Ăn cho nó bớt mẫu đi chứ. Hả? Ăn cho nó bớt ăn mẫu. Cho nó bớt đẹp đi. Ăn cho bớt đẹp đi không? Bớt đẹp để cho để làm chi vậy? Để cho gái bớt theo hay sao? Gái theo nhiều quá. Ừ, giữ nha. Tô thứ hai phải không? Phải giữ. One hour later. Rồi giờ nãy giờ ăn tính tiền chưa? Tính tiền chưa? Bao nhiêu tiền tất cả vậy? Tổng cộng là đi vô 5, 6, 7, 8 tô. 40 ngàn. 8 tô 40 ngàn. 4 tô, em mình là 4 tô. Cơm dài bò đâu? 4 năm. 5 với 4 là 9 tô. 9 tô là 45 ngàn. Cộng 4 ngàn bên mì nữa là coi như là 49 ngàn. Đưa 5 chục khỏi thối hả? Tổng thiệt hại là 49 ngàn. Dân ở đây không bao giờ lấy tiền bò trả 1 ngàn lại. Bò đâu? Bò đâu? Quá dữ luôn. Bỏ lấy tiền bò. Rồi bây giờ đây là ăn sáng 5 ngàn đúng không? Rồi xong ăn sáng rồi giờ đi đâu nè? Xong ăn sáng bây giờ về nhà là đủ 39 là 7 với cả nhà mình là let's go. Đi ngọc trên Phương Trinh. Phương Linh. Coffee Garden. Ăn sáng đó là 49 ngàn, buổi cà phê là 490 ngàn. Đâu có, bây giờ là ăn sáng xong là thành công rồi, còn đi cà phê chắc chắn là không đồng đó. Ok đi, uống cà phê không đồng, uống cà phê không đồng luôn. Đổi xe